Tao mày gặp nhau nhiều quá rồi, cái này là tập thứ ba đó, thôi xưng hô mày tao chỗ dễ nha. Quay lại với tập nữa rồi đúng không? Ừ, tao quay lại với một tập nữa rồi. Đây là tập mới hả? Ừ, cái này một tập nữa. Thì cái chuyện gì xảy ra trong tập này? Nói chung là coi đi biết. Lăn chỗ nào trước ta? Mẹ! Nó có nổ không ta? Sợ quá, nó như một cục đá vậy á. Tại sao cái cục này lại bị khét vậy ta? Nó ổn không vậy? Chứ nếu mà mọi người đã thắc mắc là tại sao hôm nay mình lại mặc bộ này mà không mặc bộ đồ đầu bếp thì có hai lý do. Một, mình lười. Hai, mình lười. Nên là mình muốn làm một cái gì đó nó khác biệt một xíu so với những tập nấu ăn nấu đổ bình thường. Thì hôm nay mình mang một cái tập về. Yes, bữa mới mua tập về chứ dịp xài thì hôm nay quyết định lấy ra xài luôn. Thì giờ mọi người thấy cái ướt này không? Từ nãy mình tưới ở đây nè, mình làm cái này xong cái là mình chuẩn bị cái bột á, xong cái rửa tay xong cái bị dưa ướt vô cho nên là. Dạ thì lần trước á là lúc mà mình quay video nấu ăn á thì là mình có một cái mà mọi người có thấy là sao mình cứ chét vô quần á, mình không có chét đồ ăn vô quần nha, tại mình rửa tay xong nó đến dính nước thì mình thấm nó vô, hiểu không? Nhưng mà các bạn nói nhiều quá cho nên là quyết định là hôm nay mình sẽ mang cái tập về có nước mình sẽ thấm vô đây. Hôm nay chúng ta sẽ nấu một cái món gì đó mà mình không biết là có ai làm chưa, nhưng mà chỉ là chuyện là hôm bữa anh Tính kêu là alo Ken ơi, tuần này mình làm tập nấu ăn nấu đổ nha, em có ý đồ ăn gì chưa? Cái xong cái mình không biết là mình sẽ nấu gì hết, tại vì nhà dạo này dịch quá, nhà hết đồ ăn không có gì để làm hết đó, nên là mình sẽ nghĩ làm có cái gì đó nó đơn giản thôi, nó rất là simple thôi. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm cơm nấm, nhưng mà sẽ là cơm nấm chiên giòn. Ok, thì nguyên liệu đầu tiên chúng ta sẽ cần đó chính là bột chiên giòn. Yes, cơm nấm chiên giòn, không bột chiên giòn thì nó hơi fail nha. Nhưng mà bột chiên giòn, đây mình đã đổ sẵn bột chiên giòn ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ cần hai trái trứng, mà chỉ lấy trong đỏ trái trứng thôi. Và chúng ta sẽ cần một cây xúc xích. Một lát người bạn sẽ biết tại sao chúng ta sẽ cần cây xúc xích. Và cây xúc xích này rất là thú vị. Sẽ cần một bịch bánh, bánh snack, bánh gì cũng được hết. Let's go. Thì mình đã chuẩn bị xong cái bột, thì bây giờ mình sẽ để cái bột qua một bên. Đầu tiên ta sẽ đập trứng ra trước, cái xúc xích để bỏ qua một bên nha. Mình sẽ đập trứng xong lấy lòng đỏ. Để vào đây, sẽ đổ cái lòng trắng vô đây. Đó. Xong thì bây giờ ta múc gì xong ta sẽ có một cái lòng đỏ. Xong cái này mình sẽ bỏ vô đây. Xong ta sẽ lấy trái trứng thứ hai, second trứng, đập nó tiếp. Xong mình sẽ lại làm y chang hồi nãy. Đó, hợp lý. Quá hợp lý. Đó, và chúng ta lại có một cái chồng đỏ siêu cute, siêu dễ thương nữa để chúng ta để qua đây. Oh shit, nó chảy. Oh. Ok. Tóc quá dài. Ok, thì bây giờ mình sẽ đánh cái chồng đỏ lên để cho nó đánh ra, để một hồi nữa mình sẽ lăn cái cơm vô. Mình sẽ đánh nó ra. Để một hồi nữa mình sẽ lăn qua cái này. Xong mình sẽ lăn nó vô bột, xong lăn nó vô cái bánh này nữa. Đó là vì tại sao cái bánh này ở đây, mình sẽ vụn cái bánh nó ra, hiểu không? Mình sẽ ép nó ra cho nó vụn vỡ ra. Nó vụn vỡ. Xong rồi mình sẽ lăn qua giống như là làm một chiếc nhòn bình thường thôi. Còn cái lòng trắng này không biết để làm gì hết, nhưng mà nói chung để đi. Mình nghĩ là mình sẽ cột tóc lên rồi mình sẽ nấu tiếp, tại tóc dài quá. Để siêu. Ok, next up we're gonna use some snack. Thì giờ mình sẽ cắt cái snack này ra, xong đó mình sẽ lấy cái bánh đó, xong cái là mình sẽ đập vụn nó ra để cho nó vụn. Hợp lý. Ok, thì bây giờ mình sẽ cuộn nó lại như vậy, xong cái là để cho nó mình đập vụn ra, xong mình sẽ dùng một cái gì đó mình đập vụn nó ra. Đó, nó vụn vụn ra vậy á. Xong rồi chúng ta sẽ đổ ra một cái tô. Lộn, cái dĩa. Tới lượt chúng ta làm cơm. Thì mình sẽ cầm một cái bao tay gì để cho nó tôm, cơm nó đỡ dính lên tay. Đó, cơm nó đỡ dính lên tay. Và mình sẽ múc cơm trong nồi ra, xong mình sẽ dò lại. Nhưng mà thì mình biết là cái cơm nó dễ dính lên tay lắm, cho nên là hình như anh Tính hôm bữa có nói mình là trước khi mà mình đặt cơm tay, mình phải chét một lớp dầu lên tay trước để cho nó đỡ dính cơm á. Thì mình không biết mình sẽ lấy dầu ở đâu ra, cho nên là chắc mình sẽ không làm gì đâu. Ok, now we get some cơm. Bây giờ thì mình sẽ lấy cơm, sẽ di chuyển cái này qua đây một xíu cho mọi người dễ thấy nha mọi người. Đó. So, mình thì là mình chưa có kinh nghiệm làm đồ chiên giòn bao giờ hết, cho nên là mình cũng không biết là what am I gonna get myself into á. Nhưng mà chúng ta sẽ lấy một cục cơm như thế này. Này, một cục cơm như thế này, xong đó chúng ta sẽ dò lại làm cho nó cục vậy nè. Tại vì hồi nhỏ, lúc mà mình còn nhỏ, lúc mà hồi ăn cơm với nhà ông bà nội á, cái là mỗi lần mà nhà cơm mà trong lúc mình múc cơm mà trong cái nồi cơm còn cơm, ông nội sẽ lấy cục cơm ra, xong ông nội sẽ dò xong cho mình chấm lên nước mắm ớt và nước tương ăn ngon lắm. Nên là yes, hôm nay chúng ta sẽ làm theo style của ông nội. Nếu mà ông nội có xem video này thì ông nội sẽ thấy được con đang làm cái món hồi xưa ông nội cho ăn đây. Cơm nấm, gọi em là cơm vì anh yêu cơm nấm.
có nghĩa không ta? Hảo thả thính. Hảo thính. Đó, thì chúng ta sẽ làm một cơm như thế này. Xong rồi, lăn chỗ nào trước ra? Mẹ! Cái này con lăn cái nào trước? Lăn con trứng trước hả? Trứng trước. Rồi lăn bột hả? Rồi lăn tới này hả? Rồi lăn cho con trứng xong này tới snack. Xong rồi lăn lại lần nữa đúng không? Y chang vậy nữa đúng không? Ok. Thank you. Ok, thì bây giờ theo mẹ mình thì là mình sẽ lăn cái tay dơ mà sẽ cứ tính kéo lên cho nó không có cái nhưng mà oh my god nhưng mà thì theo mẹ mình á, mình sẽ lăn cái này trước xong mình sẽ ôi nó bị bể rồi nè. Get in shape bro. Lăn vô cái này trước xong lăn vô cái này, xong lăn vô cái này thì let's do it. Yes, yes. Get in there. Bathe my child. Bathe my child. Đấy, đấy thấy không? Hợp lý liền. Quá hợp lý luôn. Sau khi mà mình lăn cái này qua đây rồi á thì hồi nãy là mẹ mình bảo là lăn qua đó qua đó nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ lăn thêm được trứng. Thì một hồi nữa chúng ta sẽ có một cái vị bánh sắc trên cái cục cơm này. Hy vọng nó sẽ ngon. I don't know. I'm not sure, but I hope it's good. I hope it tastes amazing. Thì sau khi chúng ta lăn xong thì chúng ta sẽ có một cục này. Ta-da. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ cái tô này tại vì một lát chúng ta sẽ nấu tiếp. Xong bây giờ chúng ta sẽ múc thêm cục cơm nữa. Mình không biết mình có đang làm đúng không nữa nhưng mà mình trong miếng xích vô giữa nên mình sẽ bóp cái cơm lại. Nó nhìn nó có hợp lý không ta? Sao nó nhìn nó bị illegal quá vậy? Sao nó nhìn nó bị nó What is this stuff that I'm cooking guys? Ok, xong bây giờ mình sẽ lăn nó qua trứng. Đó. Ok, mình sẽ lăn nó qua bột. Ok, mình sẽ để nó vô trong này. Lăn nó qua đây tiếp để cho nó có vị của bánh snack. Tại vì cái mục đích là mình muốn làm thử này mà để xem nó như thế nào. Ui, nó bể. No, đóng bể bro. Quá như bể. No. Oh no guys. Oh no. Nó đang bể ra. Oh no, có vẻ như chúng ta đã xong rồi đó. Để ép lại. Không được bể. Xong. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ chiên cái này. Thì nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta đã có cái tô cơm gì đó không biết. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đổ dầu vô đây. Thì cái này chắc đổ ngập dầu á ta. Mình không biết là mình chưa chiên giòn. Bây giờ mình sẽ đổ hơi nhiều dầu ở đây để mình chiên giòn. Chiên giòn không biết. Ừ, nói chung là chiên nữa đó. Và cái này thường là phải deep fry mà hết dầu rồi. Nên mình sẽ xài tiếp dầu này. Dầu dừa. Uống coconut không? Coconut nè. Uống đi cho đỡ buồn. Uống coconut. Thì mình đã đổ dầu nhiều cái này xong rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cho cái này vào trong cái này. Nhưng mà mọi người có thấy là cái cơm nhìn nó hơi illegal ha. Nhưng mà we'll see, để xem coi như thế nào. Bùng lên ngọn lửa Tây Nguyên. Ok, thì chúng ta sẽ đợi cho lửa nóng. A few minutes later. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên nha. Sẽ chiên cục cơm đầu tiên trước là cái cục mà nhìn nó đẹp nhất và hoàn thiện nhất trước là cục này. Mình sẽ cho nó vô đây. Nó có nổ không ta? Sợ quá. Tôi tưởng là khi mà tôi bỏ vô nó phải. Nhưng không. Đây thì sau khi tôi bỏ vô đây, tôi không thấy nó nghe tiếng gì hết nha. Tôi không biết nó có chín gì nữa nhưng mà nó đang nó đang làm việc của nó đó. Nhưng mà yes, chỉ có 3 cục cơm thôi mà tới 1 2 3 4 2 cái tô và 3 cái dĩa, siêu phí luôn. Đâu một cái chén nữa. Sau này tôi sẽ đem món này tôi đi thi MasterChef của Gordon Ramsay. Không biết Gordon Ramsay sẽ nói gì hả? Đây thì dầu đang được chiên. Nếu mà các bạn không biết đồ ăn khi nào chín chưa thì các bạn hãy cầu nguyện nó chín rồi. Chứ đừng cầu nguyện là nó sống. Nó sống là không ăn được. Tôi nghĩ là nó chín rồi, tôi nghĩ là tôi sẽ múc nó ra. Nhìn hợp lý phết. Nhìn cũng hợp lý phết. Hảo kia đùm đùm. Giờ mình sẽ nấu cục bự nhất cho mọi người. Đó là cục có xúc xích ở trong này. Cục cơm bự nhất thế giới. Big City Boy. Cục cơm bự nhất đang được chiên. Ui, sao nó bốc khói gì vậy? Are you good? Sao nó bốc khói lên ghê quá vậy? Hồi nãy đâu có bốc khói đâu, sao lại bốc khói lên ghê quá vậy? Cơm nha mọi người. Sao nó khét vậy ta? Nó có khét không vậy? Có phải khét không vậy? Có một cục gì đây? Có một cục cơm hồi nãy. Để nó qua đây đi. Rồi mình sẽ đợi cục này nó cứng nè mọi người, nhìn nè. Nghe không? Nó cọc không? Nó như một cục đá vậy á. Rồi bây giờ là cục cơm thứ ba. Múc cơm nè. Ui, bro, is you good bro? Tại sao cái cục này nó bị khét vậy ta? Nó ổn không vậy? Nó có ổn không vậy? Oh my god. Tôi nghĩ là tập này đã nấu đổ rồi. Chưa biết nữa, mình để ăn thử xem mới biết. Mọi người comment dừng video đây, comment dưới coi là cái này là ăn được hay là đổ nha. Tôi cũng không biết mà let's go. Giờ tới giờ ăn. Cục này á là cục cơm không. Cục này là cục có xúc xích. Cục này cũng là cục cơm không nhưng mà bị khét. Gì vậy? Vậy thôi. Đây là cơm không, này là cơm có xúc xích, này là cục cơm không mà nó bị khét.
nó là cục này nhưng mà nó chỉ là nó đen hơn thôi. Thì đó tại con tính là bỏ phô mai, không có phô mai nên là hơi quằn. Cục này là đổ rồi đấy. mẹ sẵn rồi, đó xong ghim vô. Sao cơm trong chắc bóp kìa. Thì đúng rồi. Vậy hả? Ừ, cảm ơn thử. Ủa lúc mà con làm là con có nêm gì vô? Không, không có nêm gì hết. Nó lặt nhắt vậy đó hả? Ừ, nó biết nêm rồi lần đầu tiên rồi. Sao? Tạm được. Tạm được hả? Dắt chưa có mặt, chưa có chặt tay. Đúng rồi, chưa chặt tay. Ui, không sao nha, lỗi tại người nấu nha, người nấu làm chưa chắc nha. Mà thấy nó như thế nào, nó có vị gì không? Cơm hơi lạc. Hơi lạc không? Ờ, ok, nếu không mà đi. Nấu cơm này mà mới với nước luộc gà. Ừ. Nó thấm vô cơm thì ngon. Rồi, thế mẹ thử ăn cục xúc xích đi. Cục xúc xích không giống vậy thôi. Không, mà có xúc xích gì không? Mốt mấy cái cục này làm nó phải đều nhau nha, nhìn cho nó. Đó, cục xích trọng á, đỉnh không? Trời ơi, nguyên một cục to đùng cái xúc xích chút xíu vậy. Tại cô biết lấy nhiều cơm để đủ á. Lừa người ăn dễ sợ. Thử đi. Không biết bốn mayonnaise vô hả? Trời, quay đưa vô miệng luôn á hả trời? Thôi. Ok, có cam này quay mà. Sao? Cái mặt khó hiểu à. Được. Được đúng không? Nếu mà đánh giá thì tập này là nấu ăn hay nấu đổ? Mấy cái cục này là ăn được nè, cục này là đổ nè. Hai ăn một đổ luôn, là hai được một đổ rồi, để con thử rồi. Để có con mẹ trong cái sao nó lạ là do có cái bánh sinet ở ngoài. Đúng rồi, đúng rồi. Được á, món này lạ đó. Dạ hả? Tự chế luôn hả? Ừ, đúng rồi, con ngọn cái trái này nghĩ. Với con ăn giống như cơm thường á, chả gì. Như là nó giòn hơn thôi. Ừ. Đúng không? Nó chỉ giòn hơn chút xíu thôi. Đúng rồi. Đúng không? Nó bánh sắt cũng là lạ, có vị khác nữa. Ăn ok á, nhưng mà cũng làm tốt hơn thôi. Dắt cho chặt vô. Ừ, mốt dắt cho chặt vô. Xét mà. Làm cho mấy cái này nó đều nhau, mỗi cục dần đều. Thì ra miếng này không khác đâu. Nhưng là do cái bánh nó khác thôi. Dạ mấy mốt con thay vì phô mai, thay vì xúc xích. Ừ. Thì con nghĩ mình bỏ cái gì khác vô trong. Đừng ăn. Đừng ăn. Xét rồi. Một đống bánh sắt mà nó bị xét. Ăn cục bự thì ok đúng không? Được không? Ok. Thì mẹ mình đồng ý là hai cục ăn được, một cục đem đổ thì cũng hợp lý. Ok, cảm ơn mọi người xem video này. Lần nữa mình thích và subscribe xem thêm. Mọi người sẽ hẹn gặp lại video lần sau. Bye mọi người.